welcome back to my channel, Lulu Life Vlog. Và đây là mình đang ở cái quán cà phê, Rút Cà Phê ở khu Chính Nghĩa các bạn. Đang cái chữ này, Rút Cà Phê đó. Rút Cà Phê. So, cái thiết kế rất là đẹp rồi. Bố trí toàn là như là những cái màu rất là đơn giản, nó ý là nó hòa với thiên nhiên á. Đẹp ghê mày, quay qua mày được luôn không? Sáng nhìn đã ăn chứ. Mì ngon lắm chứ. Bánh mì. Bánh mì gì mày? Còn trứng chứ. Không bò. Mày ăn đây, ăn đi. Tao no rồi nãy. Đó, các bạn thấy trên lầu không nè. Đây. Nhìn rất là chuẩn ha. Anh tự nhiên khi tao quay qua nè. Đó, ở phía này là cây rất là nhiều các bạn. Mà cái này là người ta làm cây bằng cây giả. Đó. Rồi ở đây cái cửa nha. Rồi phía này là cái cửa. Đó. Ok, và bây giờ thì mình sẽ ăn cái món của mình đây. Cái món này là dâu u với là hạt đác nè. Coffee, the coffee shop. The sign, it looks great. Dạ như mới tối lại phải không ta? Nó hơi tại nhiên cho tao cái ly bị mẻ biết mày hiếp tình. Sao mà chút nữa mình đi dùng dùng chiếc hưng. Thịt đá chứ sữa chua luôn. Thử gặp anh ngon. Cũng được. Cũng được ngon nè. Ừ. 4 giờ về hả? Giờ mấy giờ mày? Nó 2 rưỡi rồi. Một cách tới nữa. Mát rồi ha. Ủa đây là sầu chó không ha? Hay là máy lạnh nữa ta? Sầu chó. Thì có máy lạnh thì mình chơi nhanh. Có chứ mà cái gió thì không nổi đâu. Nhưng bữa sau cái này thiết kế đẹp, bữa sau cũng có kiến nè, xung quanh là kiến cho nên ánh nắng nó vô được nè. Với chọn cái màu à, nhìn nó hơi cổ cổ đúng không? Với nó làm cho không gian rộng mấy xíu hết em. Toàn cây giả nhưng mà cái không khí rất là mát các bạn. Nó hút từng gà, nó chấm hết từng gà. Ơi, một cái giỏ này ơi. Ý là cái giỏ này rẻ nên đây thử coi. Để thử nghe nhẹ. Ok. Wow. Thank you.
đó, nhìn cái khung cảnh rất là đẹp các bạn, người ta trang trí Noel luôn nè. Thất bình, ngày mai tôi cũng thất bình. Ờ, hồi nãy ở nhà tôi cũng có điện thoại, tôi ngồi tôi chơi coi tiếp rồi. Không, không ngừng. Thất nhạc nghe. Các cầm cũng làm cái cầm chăm chăm. Cái này là mình làm cho bình thường. Khác kìa ha. Đó giống đèn hả? Có đèn nhưng mà ơi cái này cũng con ngon thế này. Để bữa tôi nghe được hả? Em đi bây giờ em đang ăn gì? Trong đầu tao thì tôi không có một gì thật thích mà hiện tại tao là hương bò kìa. Hay tại mẹ mày đi mua chả bún bò phải không? Có cả mấy đứa ăn phở, cả mấy ăn gì ăn phở. Theo trong đầu tao nghĩ là tình ăn thì em đi ăn bò, cô thì trả lời ăn bò. Thì giá thiệt rồi đúng không? Làm cái gì? Thế là giả luôn à? Ừ, không thiệt thiệt đâu.